Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch họp với các tiểu ban giúp việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đua thuyền giáng sức thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2024 và biểu diễn đua thuyền canoeing. Giải đua hiện nay có 360 vận động viên của 24 đơn vị thuộc 8 trên 9 quận huyện đăng ký tham dự, đặc biệt có 52 vận động viên đăng ký tự do tham gia tranh tài ở 3 nội dung. Đôi nam có 114 vận động viên, 57 đôi, 67 đôi nữ, 134 vận động viên và 56 đôi nam nữ, 112 vận động viên. Các vận động viên tranh tài tại rạch Khai Luông, đoạn sông từ cầu đi bộ hướng về chợ Cái Khế thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại cuộc họp, các đơn vị phối hợp lưu ý, ban tổ chức yêu cầu các vận động viên chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy trong tập luyện và thi đấu, chú trọng công tác thi công đường đua đảm bảo yêu cầu chuyên môn. Các tiểu ban tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các cá nhân đơn vị đăng ký tham gia thi đấu, tạo không khí phấn khởi trong thời gian diễn ra giải vào ngày 11 tháng 8 tới.